Nếu bạn không hài lòng về một việc gì đó thì bạn hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi được nó thì bạn hãy chấp nhận nó. Nếu bạn không thể chấp nhận nó thì đơn giản là không chấp nhận thôi. Vì có những cái không nhất thiết chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như là những ý kiến, những đánh giá sai lệch, không đúng của người khác về bản thân bạn. Những cái điều mà làm cho bạn xuống tinh thần, làm bạn mất động lực, làm cho bạn trở nên tổn thương. Các bạn hãy giữ sự tích cực, lạc quan, chấp nhận những cái bài học đáng quý trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ dẫn lối để một ngày nào đó chúng ta nhận được cái chữ ngộ. Ví dụ như là chữ ngộ về niềm tin vào bản thân, chữ ngộ về yêu thương chính mình, về sự tử tế, về lòng can đảm, về sự nỗ lực, về tình yêu thương. Có một câu nói trong quyển sách Tấm lòng rộng mở mà Sơn Phan rất yêu thích, đó là: chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta suy nghĩ sai. Là nhớ follow kênh của Sơn Phan Style.